Vâng, em Alo, alo, vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? câu hỏi của tôi là tôi năm nay 53 tuổi, À, vâng, chào anh ạ. nó bỏ, thế là nhưng vẫn ra tòa án 3 năm nay chưa xong. Vâng. Thế nhưng bây giờ tôi lại đi ở một người khác, nhưng không phải là ở của nhà này, đi ở chỗ khác. Thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ tôi phải như thế nào? Như thế nào là như thế nào ạ? Tức là bây giờ là nên vẫn ở người khác hay là về ở mấy con? Thì hiện nay là tôi có hai nhà, Vâng. một nhà là vợ cả nó ở, còn một nhà thằng con lớn nó ở, nó lấy vợ lấy con hết rồi. Vâng. Thế mà tôi đi ở người khác, thế mà bây giờ vợ nó bỏ 3 năm nay rồi vẫn chưa xong, ra tòa nó không giải quyết. Vâng. Thế bây giờ là tôi lại đi lấy người khác, tức là Vâng. đi ở người khác ấy, Vâng. chứ không phải lấy. Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ. Thế bây giờ băn khoăn quá, bây giờ cứ mãi như này thì nghe nó không phải. Vâng, thế thì Thì bây những giờ tôi muốn nhờ bên tư vấn cho tôi là phải nên phải ở về con hay là ở mấy người vợ thứ hai này, hay là phải như nào. Thì tôi Vâng. cũng nhờ bên chương trình là xem nhà báo hay hoặc gì ấy về chỗ tòa án Ba Vì giúp cho cánh tôi. Vâng, những cái băn khoăn thắc mắc của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, chào anh. Vâng. Anh ơi, sao lý do gì mà vợ chồng ly hôn lại 3 năm không giải quyết được là sao anh? Lý do là vợ tôi nó chỗ này mình cứ nói lung ta với nhau là nó giỏi hơn mình. Giỏi cái À, gì? nó giỏi hơn mình, nếu nó làm đơn thì tôi không ký. Thế xong cái thì nó sỉ nhục tôi thì tôi vẫn phải ký, ra tòa án thì nó hơi đi chăng một cái đất. Tức là đất Bìa Đỏ thì chia đôi, toàn bộ tài sản chia đôi tất thì tôi nhất trí, nhưng riêng cái đất đấu thầu tòa án nó bảo nó không chia được. Thì bây giờ nó cứ như thế. Tức là tất cả các thứ thì giải quyết rồi, chỉ còn vướng mắc cái chuyện đất đấu thầu không biết chia như thế nào mà dẫn Không phải tới. tòa án nó không có quyền chia cái đất đấu thầu đấy, Vâng. mà cái đất đấy lại đứng tên tôi, Vâng, thế thì anh vẫn cứ tiếp tục thầu có được không? vẫn tiếp tục thầu. Nhưng bây giờ con vợ nó bảo phải chia đôi cái đất đấy thì nó mới nhất trí bỏ, còn không thì nó cứ để thế. Thế Vâng. mà tòa án mà nó nhận tiền rồi mà nó không giải quyết. Thứ nhất là người ta làm việc theo pháp luật. Anh có đút bao nhiêu tiền mà nó không còn vướng mắc cái vấn đề pháp luật thì người ta cũng chả có giúp gì được anh đâu. Cho nên là mình đầu tư không đúng chỗ cũng rất lãng phí. Anh hãy tìm một luật sư. Đây là tôi đang nói về cái vụ để giải quyết cái cô vợ cả đó. Nếu như vợ chồng không ăn ở được với nhau, đất đai, tài sản đã chia rồi, bây giờ còn mỗi cái chỗ đất đấu thầu. Mà nguyên tắc đấu thầu thì chẳng phải là đất của ai cả. Mình nhận của cái bên A rồi là hàng năm mình nuôi trồng, cấy rồi hay là mình làm cái gì đó và mình phải đóng thuế đúng không? Cái đấy là đúng rồi. Cái thầu nó trong thời hạn là mấy chục năm đấy, hết thì phải chứ. Bây giờ thì cứ coi như có hai nhà thầu đi. Trước đây cái Bìa Đỏ của cái lô đất đấy, để chẳng hạn trồng rừng chẳng hạn mà đứng tên anh, thì bây giờ một là tách làm hai sổ, hai là một sổ mà hai chủ, vân vân. Anh tìm luật sư nhé, để người ta sẽ hướng dẫn cho anh cái cách làm cái thủ tục đó. Còn thì tôi Cái nghĩ khổ rằng cái là này này, chúng tôi là người dân thì bây giờ chả biết luật sư ở đâu như thế nào. Thế mà tôi ra tòa án biết bao nhiêu lần, nó thậm chí nó đuổi tôi vì là tôi không phải người nguyên đơn vâng, ai nguyên đơn đấy. không quan trọng mà người ta không đuổi anh đâu, bởi vì anh cứ hay, chắc là anh có người thắc mắc hoặc anh hỏi cái điều gì đấy mà cứ tỏ ra nghi ngờ người ta. Anh ơi, luật sư ở đâu? Luật sư chính tòa án ấy. Bây giờ tôi rất Ôi rồi. muốn rằng là vợ chồng thuận tình ly hôn rồi, cô ấy là người viết đơn, tôi đồng ý ký, tình cảm không còn nữa, nhưng bây giờ nó vướng mắc ở chỗ cái đất đấu thầu này. Tôi rất là mong muốn là các anh các chị ở ngoài tòa án giới thiệu cho tôi một luật sư để chúng tôi thuê, là tư Vâng. vấn cho tôi cái việc thủ tục làm cái đó như thế nào, chia đôi hay là nhập vào một hay là chuyển một người vân vân, người ta sẽ hướng dẫn cho để được cái việc mà ly hôn nó được suôn sẻ. Còn cái điều Vâng. thứ hai là anh không nên duy trì cuộc sống như hiện nay, vì về mặt nguyên tắc tòa mà chưa xử ly hôn thì anh và chị vợ cả, thôi gọi là vợ cả cho vui chứ thật ra với chị vợ vẫn là Vâng. đang là vợ chồng. Anh đi chung sống với một người phụ nữ khác, nếu như mà người ta không thèm để ý thì thôi, chứ người ta kiện là anh lại còn vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, tức là đang có vợ mà lại đi ở với một người phụ nữ khác, vậy là chơi cái trò hai vợ là không được, thì mình lại trở thành người bị kiện. Thế cho nên là mình Ông đúng đúng đúng, anh Minh Toàn nói thế tôi nhất trí hoàn toàn. Nhưng khổ cái mình không có vợ thì nó buồn, nó khổ, nó chán. Bây giờ cứ có một mình nói khổ lắm. anh ơi, thế này ạ, mình có nhà có cửa, mình bỏ bao nhiêu công sức
mình mới xây dựng lên. Bây giờ vợ người ta cũng có nhà, người ta ở, con cũng có nhà ở, đấy là công sức của cả gia đình, trong đó có phần của anh. Anh về đấy anh ở, còn thì anh không thể làm gì được chị nữa thì thôi, tình cảm không ai ép buộc. Thế còn thì niềm vui thì tùy người tùy cảnh mà anh làm, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ đến ở nhà với một ai đó mới là vui. Đôi khi chả biết vui đâu, nhưng mà có khi lại gây tai gây họa. Ví dụ như cái cô kia là người chưa có chồng thì rất dễ là khi người ta ở với anh rồi, người ta mong muốn anh về phía người ta, rồi người ta sẽ có thể thúc giục cho anh là sớm hoàn tất thủ tục bỏ vợ để thành vợ thành chồng với cái cô sau này. Thế còn nếu như cô ấy mẹ là người có chồng có con, chẳng qua cho chồng cô ấy mới mất hoặc là chồng đi xa, anh đến anh ở như thế, mọi người nhìn anh cũng là mình là đàng hoàng, có tiền có của. Có khi người ta gia đình bên ngoại nhà cô ấy nhìn chắc là thằng này là thằng ất ơ, đến bám lên cô này để gọi là được miếng ăn chẳng hạn. Thế có phải là tự nhiên oan cho mình trong khi mình quá đàng hoàng, đúng không? Thế còn cái tình cảm mà anh thích uống cà phê với cô ấy, gọi điện lúc nào chẳng được, nhắn tin lúc nào chẳng được, ngồi quán nào chẳng được để chia sẻ và làm cái gì thì làm. Thế nhưng mà đừng có cái gì đấy nó quá đà vi phạm pháp luật. Đoạn này này, dạ. Tức là không phải là mình đi chỗ nọ chỗ kia thì vẫn là được, nhưng mình không muốn thế. Vâng. Tức là bây giờ mình muốn là làm nào xong cái sự ly hôn bỏ nhau đấy thì mình sẽ lấy người này về, vì người này người ta không có chồng. À vâng, thế thì tốt quá. Mình muốn là xác định với nhau, ở với nhau cho hết đời để còn lúc ốm lúc đau lúc nọ lúc kia, chứ còn bây giờ trông ngóng con là không trông ngóng được. Này, anh gieo hy vọng quá lớn là anh sẽ thất vọng. Con của mình sinh ra nuôi các cháu trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho nó cả nhà mà mình bỏ còn chẳng nhờ được, mà lại đi trông cậy vào một cái ai đó ở đâu đấy, thì tôi sợ rằng thôi cái lúc vui mà đang quý hóa nhau thì có thể trông cậy, nhưng mà rồi đừng quá kỳ vọng mà thất vọng. Không ai có thể nương tựa bằng chính những người thân ruột thịt của mình, bố mẹ anh em các con và người vợ yêu thương. Thế còn thì anh cứ nghĩ rằng là anh cũng đã từng có vợ, đã bao nhiêu năm ăn ở với nhau đầu gối tay ấp, mà cuối cùng bây giờ còn cắn cấu nhau chỉ vì cái mảnh đất đấu thầu. Thế thì anh lại có đi trông cậy vào một cái cô nào đấy để sau này mà trông mình lúc tuổi già thì không phải đâu. Nhưng mình bây giờ thì mình chưa già, mình cũng vẫn cần chia sẻ, thì mình nếu như mà đôi bên thuận tình thì cũng có thể chia sẻ trong khuôn khổ nhất định, đúng không? Thế nhưng hãy tìm đến luật sư để được hướng dẫn cách giải quyết cái vấn đề mảnh đất kia để cho nó được ly hôn đàng hoàng. Mình đường đường là giai tân chưa có vợ nhờ, thì lúc ấy đến với ai cũng chả có sợ gì nữa. Chứ còn như hiện nay là mình cứ đi bên này thì dẫm, đi bên kia thì rúi. Anh mà ở nhà cái cô mà hiện nay mà cứ gọi là cô vợ hai ấy, thế nào cô cũng ghen khi mà anh lại về với chị cả hay về với các cháu. Mà đi đâu lâu quá mà không về, cô hỏi chắc lại mò về bên kia với mẹ con nhà nó chứ gì. Mình cũng khổ lắm. Tôi thì tôi ngày nào tôi vẫn về trông cháu, cái thằng con cả ngày nào cũng về. Đấy, ông trông cháu, thế mà ông còn bỏ cháu đây, ông đi với này bà trẻ thế rồi cháu khóc thì làm sao? Thực tế là giải quyết lần lượt từng việc đi. Việc tình cảm gia đình. Kêu anh bây giờ phải giải quyết tòa án cho xong đã, xong bắt đầu mình lấy vợ khác đúng không? Giải quyết vợ anh, còn lấy vợ khác hay không thì tùy anh. Có những người người ta có lên ông rồi, có con có cháu, người ta cống hiến gần trọn đời cho con cho cháu, còn lại rảnh chút nào người ta đi tìm niềm vui cá nhân. Tất nhiên niềm vui cá nhân nó có nhiều thứ, chứ không phải là mỗi cái việc là có bà nào thể thao rồi là tìm vui cá nhân mà thuần mỹ ở quá, vì nó thuần mỹ đắt lắm anh đoạn. Vâng, thôi nhưng tôi hiểu anh cũng vui tính thôi, nhưng mà mình cứ phải lần từng bước, và cái cốt lõi nhất chính là mà đừng để người ta lật lại vấn đề là mình đang vi phạm pháp luật nhá. Không, cái đấy thì tôi cũng hiểu rồi, đúng, bây giờ mình đã làm này là mình sai. Vâng. Nhưng khổ cái là nhiều khi mình cũng không kiềm chế được. Vâng. Nó buồn quá, nó thất vọng quá, đâm mình phải đi tìm chỗ để vui vui buồn buồn, gọi là chạy đi chạy lại để cho nó vui trong cuộc sống thôi. Thực đúng tế rồi. Là bây giờ nhiều tuổi thì không phải nhiều tuổi, ít tuổi không phải ít. Vâng. Nhưng mà bây giờ không có vợ thì thực tế là nói thật là khổ lắm. Này, nói đùa chứ anh không thể nối lại tình cảm với chị cả nhà mình được nữa à? À, nói chung là nó khó lắm anh. Khó Minh lắm Đoàn rồi. À, vì vâng. Là vợ cả tôi là người đàn bà như tính đàn ông. Vâng. Ấy, nó máu lắm nó. Ừ. Nói chung vợ chồng xô xát nhau, mình khuyên rủ mãi nó là thôi đừng bỏ nọ kia. Bây giờ già rồi lại còn bỏ như nó khăng khăng quá, cuối cùng va chạm. Tôi tát nó một vài cái, nó hô anh em, nó cầm dao cầm kiếm định chém tôi. Vâng, thôi. Nói chung là cái sức mạnh nó lớn quá, thế mà thôi, tôi chứ còn vẫn sẵn sàng
chịu đựng là thôi không bỏ nhau, nhưng nó vẫn quyết tâm nó bỏ. Và tôi đi được cái là không say rượu, không nát rượu, không cờ bạc, không một cái gì cả. Mà trước kia lấy nhau là hai bàn tay trắng, bây giờ cũng một hai cái nhà cũng làm hết 400-500 triệu, phải ít đâu đấy. Thế mà bây tiếc giờ không đấy, bỏ nhà phải đi như thế. Anh bảo khổ không? Khổ tiếc tôi thật là dạng vô tư như được đấy, không có người chết đấy. Nếu mà vợ chồng vui vẻ thì bây giờ là anh cứ tối tối là vảnh râu chê ngồi là có một cút rượu rồi có ít đồ nhắm rồi bên cạnh là các cháu rồi các con thì mình cũng vui. Còn lúc nào rảnh quá thì đi giao lưu bạn bè bên ngoài một tí cũng nó sẽ trẻ dai và vui vẻ đấy. Thôi nhưng bây giờ nha, quay trở lại vấn đề của anh là giải quyết xong chuyện này thì mới tiếp nối chuyện kia. Cùng một lúc mà hai tay mà làm hai việc không làm được đâu anh ạ nhé. Vâng. Rồi rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sớm giải quyết được chuyện gia đình của mình. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, em hỏi rồi, em mới đẻ cháu xong được 6 tháng rồi. Em lại bị hơn một tháng nay em bị viêm màu vàng vàng là đi nước ngáy. Vâng. Em hỏi chương trình thì được. Cháu còn nhỏ thì em chưa đi khám được thì em gì sẽ chạy được gì ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Bạn mới sinh em bé được hơn một tháng hả em? Gần 6 tháng chị ạ. À, gần 6 tháng hả? Vâng. Con ngoan không em? Con em mình ngoan. Thế hả? Thế hả? Bạn được mấy cân rồi mà sợ còi? Thì con em lúc nó 5 tháng thì nó mới được có 5 cân 8 ạ. À, thế cũng rơi rói rồi. Dạ. Vâng. Nó cứ ngoan là được rồi. Vâng, ngoan mình tội còi đấy. Em đã có hành kinh quay trở lại chưa? Em chưa. À, thế... Em đang hỏi chương trình tư vấn cho em này. Em mới thấy nó bị viêm ngà màu trắng. Ừ. Màu vàng vàng được hơn tháng này. Thế hả? Nó có ngứa hay là nó đau hay nó rát thì không em? Ngứa mới lại nó ra cái dịch màu ngà vàng. Ừ, thế có khi là mình bị viêm cơ quan sinh dục rồi đấy. Tình dục thì vợ chồng em chưa ấy? Không, mình chưa quan hệ tình dục nhưng mà mình vẫn bị viêm bình thường mà. Ví dụ trời nó nồm này hay là những hôm mà kiểu nó nóng quá hay là nó thời tiết nó cũng làm mình khó chịu ấy. Đấy, vâng. Rồi mình có thể là mình giữ vệ sinh cơ quan sinh dục nó không tốt thì nó có thể bị viêm mà. Em phải biết là rất nhiều bạn trẻ thậm chí chưa quan hệ tình dục với ai bao giờ vẫn bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục bình thường mà em. Nhá. Yeah. Ừ. Tất nhiên là nếu như mà mình quan hệ tình dục thì cái khả năng nó lây bệnh nó sẽ cao hơn. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đang rất là ngại đúng không? Bây giờ đang nuôi con nên ngại chưa. Nhưng mà nếu như mà không điều trị thì nó sẽ rất khó chịu đấy. Thế tất nhiên là em vẫn còn đang bôi với bác sĩ chứ em đang chữa con nhà em thì chữa cho nàng cương chữa mãi không khỏi. Ừ. Em giờ em xong nó rồi không? Ừ. Em mới có thằng cu bây giờ. Ừ. Thực ra thì nếu em mà em đẻ xong thì được vài tháng thì em không thấy gì, em bị như thế mấy hơn tháng này em thấy nó hứa ngày nó mới ngà màu vàng. Thực ra là đấy cũng là may mắn thôi. Bởi vì em xông dầu không ấy hay là em dùng nước chè xanh em rửa thì nó chỉ ở bên ngoài thôi mà. Nó chỉ ở cơ quan sinh dục ngoài thôi. Còn nếu như nó đã sâu ở bên trong, ví dụ nó viêm âm đạo hoặc là viêm cổ tử cung, thì những cái phương pháp của em nó không khỏi được đâu. Nhá. Có lẽ tốt nhất là em nên nhờ ông bà hay ai đó trông con cho em. Xong rồi em đi khám đi. Còn nếu mà bác sĩ mà bảo là cho thuốc uống ý, thì em lúc đấy em phải nói là em đang cho con bú. Vì cho con bú thì bác sẽ chọn cho cái thuốc mà nó an toàn cho con và cho em. Âm đạo là ngày xưa em đi khám nó bảo là em âm đạo nhưng em đặt em không khỏi. Ừ, nhưng mà em xong lá tử không thì em mới mang bầu cua nhà em. Ừ, chị mới nói với em rằng là nó chỉ tạm thời ổn định như thế thôi. Nó lui lại thôi. Thế còn khi mà cơ thể mình hoặc là khi mình mệt hay là khi cái điều kiện nó không tốt thì là nó lại bùng lại bệnh. Kể cả em có mắc viêm cổ tử cung lộ tuyến chẳng hạn, mỗi một lần điều trị thì nó chỉ là cái đợt cấp đấy thôi em ạ. Chứ còn thỉnh thoảng nó lại bị tái phát mà. Nhưng mà mỗi lần như thế thì mình phải điều trị. Nó màu ngà ngà vàng, nó luôn ướt cả quần ạ. Em phải đi đi. Lượng dịch thì nhiều này, màu cũng bất thường rồi là nó cũng gây ngứa, gây đau ở cơ quan sinh dục thì ngứa nó không đau nhưng mà nó ngứa chị. Ừ, nhiều khả năng là em bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Chị hỏi nhỏ một chút là em 6 tháng nay rồi thì tình hình thế nào, vẫn bắt bố nó kiêng à hay thế nào đấy? Vâng, em sợ mang bầu em bắt nó kiêng. Thế à? Thế bố nó cũng chịu à?
Vâng. Thực ra thì bố nay sợ là giờ mang một đứa chia đủ không thôi, đủ nó thì lúc thì mong mãi chả có con nhỉ, lúc thì bây giờ lại sợ đúng không? Chị thì chị nghĩ thế này, thực ra thì chồng em cũng là người rất là tốt đấy, và anh ta rất là biết kiềm chế cái ham muốn của bản thân, nhất là em bây giờ lại là gái một con nữa, trông mòn con mắt, thế mà em bắt người ta nhịn như thế thì đúng là phải rất nghị lực đấy. Em có thể tìm các cái biện pháp tránh thai khác, ví dụ em dùng bao cao su đi. Anh ấy đã bao su anh cho màu nó cũng làm sao được. Không phải, bởi vì là cơ quan sinh dục của em có thể nó bị viêm nhiễm, cho nên là khi mà mình dùng các cái khác vào thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Trước mắt của em có hai vấn đề, một là đi kiểm tra và điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục đi nhé, ít nhất là trong cái đợt cấp này, không thì nó sẽ khó chịu. Thứ hai là nghiên cứu xem để cho cuộc sống nó hài hòa, kẻo không có sau này lại tiếc ấy nhé. Chị chào nhưng em. Em chỉ một thằng này thôi. Năm nay em 40 rồi ạ. Quan hệ tình dục đâu có phải chỉ để sinh con em, nó còn nhiều yếu tố. Năm nay em 40 rồi, em chỉ một đứa thôi. 40 hay là bao nhiêu thì cái đời sống tình dục của người phụ nữ nó như của em nó còn kéo dài được nữa mà. Tốt nhất là nên để cho cuộc sống nó hài hòa thì hạnh phúc nó sẽ tốt nhỉ. Chị chào em.